Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 9 âm lịch, bản tin sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Chính thức truyền giới tại Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, Phật lịch 2567. Phật giáo Nam Tông Kinh trang nghiêm giới trường Giới Đàn Minh Nguyệt, Phật lịch 2567. Kiên Giang tưởng niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang tại di tích Tổ sư Đắc Đạo. Phú Thọ, chùa Đại Bi đúc Đại Phật tượng Ngũ Trí Như Lai và Đại Hồng Chung. Đắk Lắk, phân ban Phật tử dân tộc Trung ương trao tặng học bổng và xe đạp tới học sinh vượt khó tiếp bước em đến trường. Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Ánh Sáng Cho Đời, mổ mắt miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 27 và 28 tháng 9 năm Quý Mão, Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, Phật lịch 2567, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tấn đàn truyền giới cho giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Swamana, Sa Di, Sa Di Ni tại hai giới trường Tăng, Tổ Đình Đại Tòng Lâm và giới trường Ni, Ni Viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chiều ngày 10 tháng 11, Hội đồng Thập Sư Tăng chính thức tấn đàn truyền cụ túc cho 167 giới tử tỳ kheo đủ điều kiện dự Đại Giới Đàn Minh Nguyệt tại Tổ Đình Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Hội đồng Thập Sư Đàn Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân Đương Di Đường Đầu Hòa Thượng, Hòa Thượng Thích Minh Thông Tuyên Luật Sư Thiết Ma Ha Xà Lê, Hòa Thượng Thích Quang Dựng, Hòa Thượng Thích Hải Ấn Ngoại Đàn, Giáo Thọ A Xà Lê giam chư vị tôn chính. Trước khi tấn đàn truyền giới, Hội đồng Thập Sư dân tập lễ bái chư vị tổ sư, quan lâm chánh điện, niêm hương bạch Phật và thực hiện nghi thức sám hối. Sau khi giới sư thân lâm an tọa giới trường, chư vị dẫn thỉnh sư tác bạch trình duyên sự, cầu thỉnh giới sư rủ lòng từ bi truyền trao giới tướng đến chúng giới tử đang khắc cầu giới pháp. Giới sư niệm danh hiệu Phật chấp nhận thỉnh cầu. Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành pháp yết ma. Bên ngoài giới trường, Hòa thượng Giáo Thọ hướng dẫn mỗi lần ba vị giới tử vào trình bạch tác pháp yết ma, xin đại tăng cho thọ giới cụ túc với Hòa thượng Đường Đầu. Sau khi được thất tôn chứng chấp nhận, các giới tử lần lượt được truyền giới, kể đến là thọ y bác, tọa cụ, giảm đẩy lọc nước. Giới đường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới chí thành là ba yếu tố làm nên Đại Giới Đàn thành tựu. Tăng ni lấy ba la đề mộc xoa làm thầy, phát nguyện giữ gìn giới pháp trong muôn vạn kiếp để có ngày đắc thành đạo quả giác ngộ. Nếu ở đời còn có người giữ giới thanh tịnh thì tăng bảo còn thường trụ, chánh pháp được lưu truyền và đạo Phật mãi hưng thịnh. Đó là lời giáo giới của Hòa thượng Đường Đô gửi đến các giới tử đã đắc giới. Cũng trong chiều ngày 10 tháng 11, Hội đồng Thập Sư Tăng chính thức tấn đàn truyền giới Sa Di cho 205 giới tử đủ điều kiện dự Đại Giới Đàn Minh Nguyệt tại Tổ Đình Đại Tòng Lâm, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hội đồng Thập Sư Đàn Sa Di, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp Đương Di Đường Đầu, Hòa Thượng Thích Minh Thông Yết Ma A Xà Lê, Hòa Thượng Thích Hải Ấn Giáo Thọ A Xà Lê và chư vị tôn chính. Nơi giới trường Đại Tòng Lâm trang nghiêm, chư vị dẫn thỉnh sư tác bạch trình duyên sự, cầu thỉnh giới sư rủ lòng từ bi truyền trao giới tướng đến chúng giới tử đang khắc cầu giới pháp. Giới sư niệm danh hiệu Phật chấp nhận thỉnh cầu. Hòa thượng Thích Minh Thông cử hành pháp yết ma. Sau khi được thất tôn chứng chấp nhận, các giới tử lần lượt được truyền giới. Giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới chí thành là ba yếu tố làm nên Đại Giới Đàn thành tựu. Tăng ni lấy ba la đề mộc xoa làm thầy, phát nguyện giữ gìn giới pháp trong muôn vạn kiếp để có ngày đắc thành đạo quả giác ngộ. Nếu ở đời còn có người giữ giới thanh tịnh thì tăng bảo còn thường trụ, chánh pháp được lưu truyền và đạo Phật mãi hưng thịnh. Theo chương trình Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, vào lúc 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 9 năm Quý Mão, ban dẫn thỉnh cung thỉnh Hội đồng Thập Sư đăng đàn truyền giới cho 233 giới tử Sa Di Ni và 107 giới tử Thức Swamana đã vượt qua khảo thí đủ tiêu chuẩn để thọ giới pháp tại giới trường Ni Viện Thiện Hòa
phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Để cho đại giới đàn được trang nghiêm và thanh tịnh, trước tổ đường, chư tôn đức ban nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh thập sư ni với tử sa di ni, ni trưởng thích nữ Thuần Trí, đương di hòa thượng đàn đầu, ni trưởng thích nữ Hạnh Nhân làm yết ma a xà lê, ni sư thích Hạnh Bình làm giáo thọ a xà lê cùng bảy vị tôn chứng, ni sư thích nữ Chúc Nhẫn làm điển lễ. Sau nghi thức cung an chức sự, các giới tử đảm đê đầu đảnh lễ hòa thượng đàn đầu. Chư tôn đức hội đồng thập sư một lòng chí thành cần cầu giới pháp cao quý. Chư tôn hội đồng thập sư hoàn lòng chánh điện niêm hương đảnh lễ tam bảo. Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, vị hòa thượng đàn đầu đã có lời giáo giới đến chư giới tử. Tại giới trường trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức yết ma tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới và các giới tử sa di tuần tự được truyền y và đẩy lọc nước. Sa di ni giới được xem làm bước chân đầu tiên của người xuất gia xin cầu thọ để chính thức trở thành người đệ tử Phật. Giới tử thọ giới sa di ni đã được chư tôn đức giới sư truyền trao thập giới, bắt đầu khai mở nên lộ trình mới trên lộ trình tu tập. Đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới các giới tử phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật. Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát, mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản. Tiếp theo là truyền giới thức Swamana, có 107 giới tử. Ban kiến đàn đã cung thỉnh ni trưởng thích nữ Như Từ làm hòa thượng đàn đầu, ni trưởng thích nữ Hoàng Khâm làm yết ma a xà lê, ni trưởng thích nữ Hạnh Nghiêm làm giáo thọ a xà lê cùng bảy vị tôn chứng, ni sư thích nữ Tâm Không làm điển lễ. Giới nữ giới sau khi được xuất gia cầu pháp đã qua quá trình thọ giới sa di ni, tiếp đến là thức Swamani giới. Đây là lộ trình tiến tu tiếp theo của chư giới tử ni trước khi tiến đến giới thể tỳ kheo. Ở giới thức xoa, chư giới tử lại được thọ thêm phần giới mới, trao dồi thêm giới thể dành giới tướng, tiếp tục cần cầu tinh tấn tu tập, kiểm thúc thân tâm hành trì giới pháp để thăng hóa bước đường tâm linh, mở rộng lộ trình giải thoát. Giới tử được truyền trao mạng y, các pháp tướng để đắc giới trở thành vị tân thức Swamana và tân sa di ni, trọn vẹn giới thể dành giới tướng. Sau khi được chư giới sư truyền trao chánh giới, trên gương mặt 340 giới tử thể hiện niềm hân hoan, tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức hội đồng thập sư. Đúng 2 giờ sáng nay ngày 28 tháng 9 năm Quý Mão, tức 11 tháng 11 năm 2023, 180 giới tử tỳ kheo ni tại giới đàn Minh Nguyệt, giới trường ni, ni viện Thiện Hòa đã đăng đàn thọ giới. Tại giới trường, sau khi chư tôn giáo phẩm hội đồng thập sư ni trang nghiêm niêm hương bạch Phật, thực hiện các nghi thức lễ tổ, ni sư thích nữ diệu niệm điển lễ, dẫn thỉnh hướng dẫn giới tử tỳ kheo ni cung thỉnh chư tôn đức hòa thượng ni đường đầu đắc giới yết ma a xà lê, giáo thọ a xà lê và chư tôn đức tôn chứng tăng già. Theo đó, đàn tỳ kheo ni cung thỉnh ni trưởng thích nữ Như Như đường di hòa thượng ni đường đầu đắc giới, ni trưởng thích nữ Như Huệ yết ma a xà lê, ni trưởng thích nữ Như Cương, giáo thọ a xà lê cùng thất tôn chứng ni. Ni trưởng yết ma a xà lê đã tác pháp vấn hòa xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới tỳ kheo ni cho chư tôn giáo phẩm hội đồng thập sư ni. Hội đồng thập sư ni đã tác pháp bạch tứ yết ma truyền bổn pháp cho các giới tử tỳ kheo ni. 14 giờ cùng ngày, ban dẫn thỉnh sẽ hướng dẫn 180 giới tử tỳ kheo ni đến giới trường Đài Tăng tại Đài Tùng Lâm cầu thọ chánh pháp giữa hai bộ tăng ni. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Quý Mão, theo chương trình Đại Giới Đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, Ban điều hành Giới trường Nam Tông Kinh trang nghiêm tổ chức lễ khai mạc đàn truyền giới cho giới tử tỳ kheo, sa di và tu nữ tại chùa Hộ Pháp Thích Ca Phật Đài, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Buổi khai mạc đàn truyền giới có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Diên Minh, Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đương di Hòa Thượng Đàn Đồ Đàn Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, đương di Hòa Thượng Đàn Đồ Đàn Sa Di, Tu Nữ, Thượng tọa Thích Giác Ký, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Điều hành Giới trường Nam Tông Kinh, Giáo thọ A Sà Lê Đàn Tỳ Kheo, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Điều hành Giáo thọ A Sà Lê Đàn Tỳ Kheo cùng chư tôn đức, hội đồng thập sư và 147 giới tử đồng tham dự. Thay mặt ban điều hành giới trường Nam Tông Kinh,
Thượng tọa Thích Minh Hạnh phát biểu khai mạc đàn truyền giới Nam Tông cho các giới tử. Thượng tọa bày tỏ niềm hoan hỷ chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm tham dự giới đàn. Thượng tọa Thích Giác Ký báo cáo một số công tác chuẩn bị và số lượng giới tử từng đàn để Chư Tôn Đức chứng minh liễu thị. Theo đó, đàn giới Nam Tông Kinh có 147 giới tử tỳ kheo, 70 vị sa di, 27 vị tu nữ, 50 vị. Hòa thượng Thích Viên Minh tán thán việc tổ chức đại giới đàn minh nguyệt của Phật giáo Nam Tông Kinh rất trang nghiêm và thành công. Hòa thượng nhắc nhở các giới tử Phật giáo Nam Tông vô cùng phước báo dàm duyên lành được thọ giới tại giới trường chùa Hộ Pháp, dàm chúc toàn thể giới tử tu hành tinh tấn. Sau phần khai mạc là nghi thức tấn đàn truyền giới lần lượt cho các tân tỳ kheo, sa di và tu nữ tại chánh điện với sự chứng minh và tụng tuyên ngôn của hội đồng thập sư. Các giới tử tỳ kheo, sa di và tu nữ tự đàn lễ bái hòa thượng đàn đồ và Chư Tôn Đức để được truyền trao giới pháp, đứng vào hàng ngũ tăng già là một người con dòng họ Thích. Cùng ngày, ban điều hành đàn giới Nam Tông tổ chức lễ bế mạc đàn truyền giới cho các giới tử. Thượng tọa Giác Trí thay mặt ban điều hành báo cáo hoạt động giới đàn biệt truyền Phật giáo Nam Tông, đồng thời công bố danh sách giới tử Nam Tông. Thượng tọa tri ân Chư Tôn trưởng lão hòa thượng, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự đáp lại lời mời của ban tổ chức quan lâm về giới trường để chứng minh và truyền giới cho các giới tử, đồng thời cảm tạ đến quý Phật tử đã về đây trợ duyên để giới đàn Nam Tông được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý ngài và Phật tử luôn được thân tâm an lạc, vạn sự hanh thông. Ban đạo từ tại lễ bế mạc, hòa thượng Thích Viên Minh chúc mừng các tân tỳ kheo, sa di và tu nữ vừa được thọ nhận giới pháp của Đức Phật. Hòa thượng nhấn mạnh vai trò của Thích Tử Như Lai thọ nhận hành trì giới pháp chính là giới định tuệ, cũng như giữ gìn và phát huy cái gốc là cốt lõi của Phật pháp, thể hiện tâm chí thành, chí kính và lòng thiết tha cầu thọ giới pháp. Hòa thượng mong muốn các giới tử hãy tu học theo đúng chánh pháp, hành trì giới luật và thực hành theo nội quy của Ban Tăng sự Trung ương, cũng như thực hiện đúng về pháp luật nhà nước để xứng đáng là người công dân Việt Nam, người tu sĩ trong tăng đoàn do Hội Phật giáo Việt Nam, cùng nhau góp phần xây dựng ngôi nhà chung giáo hội và phát triển Phật giáo Nam Tông. Cuối buổi lễ, Hòa thượng Thiện Tâm cùng Chư Tôn Đức tụng thời kinh chúc phúc và chụp ảnh lưu niệm với đại chúng. Bản tin xin được tiếp tục cập nhật tin tức diễn ra tại Đại Giới Đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567, Dương lịch 2023. Tối ngày 10 tháng 11 năm 2023, Ban Kiến Đàn Đại Giới Đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 đã trang nghiêm thực hiện nghi thức tuần chiếu, hô canh, niệm Phật cho các giới tử tăng ni nơi giới trường Đại Tùng Lâm. Đại Giới Đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567 được tổ chức tại thị xã Phú Mỹ. Giới trường Tăng Chùa Đại Tùng Lâm và giới trường Ni tại Ni Viện Thiện Hòa diễn ra chính thức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Giới trường đã trải qua 2 ngày chào đón giới tử, thi khảo hạch và khai mạc giới đàn. Ban Kiến Đàn, Ban Quản Giới Tử đã hướng dẫn toàn thể giới tử trang nghiêm thực hiện nghi thức tuần chiếu. Thượng tọa Thích Minh Bửu, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, dẫn tỉnh sư Đại Giới Đàn đã hướng dẫn và nêu ý nghĩa nghi thức tuần chiếu. Sau đó, các giới tử tay cầm đuốc và đăng, niệm Phật từng bước di chuyển quanh khuôn viên giới trường. Theo thiền môn thanh quy của Đại Giới Đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp phải phát tâm sám hối, sau đó thiền hành tuần chiếu xung quanh giới trường. Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật, nên nghi thức tuần chiếu trong giới đàn là một trong những nghi thức không thể thiếu, mang đậm dấu ấn nhân văn truyền thống văn hóa Phật giáo, luôn được hành trì nơi tuyển Phật trường. Vì giới đàn là bước sơ cơ hướng người phát tâm tu hành đi đến giác ngộ, cho nên cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu sám hối là nét đặc trưng tiêu biểu nhằm cảnh tỉnh giới tử thanh lọc thân tâm trước khi đăng đàn thọ lãnh giới pháp. Sau khi thực hiện nghi thức tuần chiếu, toàn thể giới tử trở về nội viện chỉ tịnh để chuẩn bị cho các chương trình nghi lễ tiếp theo của Đại Giới Đàn. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2023 vào lúc 8 giờ, tại hội trường chính của Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên luật sư Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, đã có buổi giảng dạy về Đại Cương Giới Luật cho hơn 1.000 giới tử đắc giới tham dự. Các giới tử đắc giới đã lắng lòng thanh tịnh đón nhận lời giáo huấn của Hòa thượng tuyên luật sư. Hòa thượng phân tích tỉ mỉ về những điều cơ bản của giới luật, năm thiên bảy tụ và phân tích bốn trọng tội căn bản của vị tỳ kheo gồm dâm sát, đào vọng.
Giới tiếng Phạn là Sila, tức là ngăn cấm, dừng lại. Giới gồm có giới thể và giới tướng, vô tác giới thể, bản thể thanh tịnh là của báu của người xuất gia và nhân tố tiến lên đạo quả giác ngộ. Theo luật dạy, vị tỳ kheo 5 năm đầu chuyên học về giới luật, 5 năm về sau mới có thể được học kinh và tham thiền. Hòa thượng huấn thị giới tử cần giữ gìn giới pháp là của báu suốt đời đã thọ nhận, hướng dẫn về cách phòng hộ xây tường rào, xây bờ đê để bảo vệ của báu tránh giặc cướp đánh cắp và phá hoại. Trong bốn giới trọng ba la di, nếu phạm không được sám hối. Như cây cao, cây dừa, khi đã chặt ngang không bao giờ mọc lại được. Như cây kim gãy lỗ sâu chỉ. Như tảng đá lớn vỡ làm đôi không bao giờ dính lại được. Như lá vàng liệt cành không bao giờ dính lại được. Ngài phân tích từng phần của các giới trọng và giới khinh, đồng thời phân tích về tâm sinh lý của người xuất gia trẻ và những trở ngại của sự tu tập khi chướng duyên đến, cách hóa giải vượt qua những chướng ngại. Sau hơn một giờ đồng hồ, Hòa Thượng đã truyền trao những giới luật cơ bản nhất đến các giới tử. Nhờ năng lượng tích cực từ Hòa Thượng tuyên luật sư, các giới tử lấy đó làm nền tảng để từ đây bắt đầu cho hành trình mới, hành trình của trưởng tử Như Lai, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2023, Chư Tôn Đức Ban Kiến Đàn Ni đã hướng dẫn cho 186 tỳ kheo ni chia làm 60 đàn di chuyển về giới trường Tăng Đại Tổng Lâm, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cầu giới pháp. Ban sơ Di Mẫu Kiều Đàm thọ trì Bát Kỉnh Ly Phàm chứng chơn. Mỗi đàn truyền giới đều có tính đặc thù riêng, đặc biệt là đàn tỳ kheo ni. Bởi vì giới tử thọ giới tỳ kheo ni phải trải qua hai giai đoạn thọ giới, bổn pháp yết ma và chánh pháp yết ma, thì giới thể vô tác mới phát sinh. Đương nhiên cần phải hội đủ ba điều kiện: giới sư thanh tịnh, đàn tràng trang nghiêm, hình thức tổ chức trang nghiêm và kết cương giới như pháp. Giới tử phát tâm dũng mãnh cầu thọ giới pháp. Đối với đàn truyền giới tỳ kheo ni, sau khi giới tử được Hội đồng Thập Sư Ni truyền bổn pháp yết ma, trong ngày, giới sư ni phải dẫn các giới tử qua Đại Tăng cầu xin chánh pháp yết ma. Theo luật Phật chế, giới tử ni muốn thọ giới tỳ kheo ni phải đối trước Hội đồng Thập Sư Tăng xin pháp yết ma. Chư Tăng đồng ý pháp yết ma thành tựu thì chúng giới tử mới được đắc giới thể tỳ kheo ni. Ni trưởng Thích Nữ Như Như, đường đầu đàn giới tỳ kheo ni, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Thập Sư Ni hướng dẫn chư giới tử sang cầu chánh giới từ Đại Tăng. Giữa hai bộ Đại Tăng, chư giới tử trải qua các già nạn được quy định trong luật Phật chế trước khi được thọ nhận pháp yết ma thọ giới. Trong giây phút này, giới tử phải một lòng hướng về Tam Bảo, hướng về chư giới sư chí thành tha thiết lãnh thọ giới pháp. Nhờ chư tăng hành pháp yết ma và oai đức Đại Tăng mà giới tử mới được thành tựu vô tác giới thể. Giới đàn trang nghiêm chư vị giới sư thanh tịnh, giới tử một dạ chí thành ấy chính là nhân tố tất yếu để thành tựu đàn giới. Chư giới tử mỗi đàn ba vị xin được Chư Tôn Hòa Thượng Bạch Tứ Yết Ma để chính thức đắc giới thể tỳ kheo. Sau đó các giới tử được hướng dẫn xả mạng y, trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và rẫy lọc nước. Giới thể cùng giới tướng được châu viên trên gương mặt 186 tân tỳ kheo ni tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến Chư Tôn Đức Hội đồng Thập Sư. Nay giới tướng giới thể đã thành tựu châu viên, giới tử được chính thức dự vào hàng chúng trung tôn là thành viên của tăng già, thay Như Lai Hoằng Dương Chánh Pháp, gìn giữ mạng mạch của Phật Pháp, kế thừa mạng mạch Như Lai Hoằng Dương Chánh Pháp. Tiếp tục bản tin với những Phật sự nổi bật khác. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Quý Mão, tại di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang, phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, hệ Phát Khất Sĩ và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân công hạnh của Tổ sư Minh Đăng Quang dành cho đạo Pháp và dân tộc. Tham dự buổi lễ có Chư Tôn Giáo Phẩm của hệ Phát Khất Sĩ, Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Hòa Thượng Thích Minh Bửu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự hệ phái, chứng minh Ban trị sự tỉnh, Hòa Thượng Danh Động, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự tỉnh, đại diện các cơ quan ban ngành thành phố Hà Tiên và địa phương. Tại buổi lễ, Chư Tôn Giáo Phẩm đã dâng hương tưởng niệm và tri ân Đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Được biết, Tổ sư Minh Đăng Quang là vị có công khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Chính tại nơi mũi nai Hà Tiên này,
Hơn 70 năm trước, Ngài đã tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm và chứng ngộ lý pháp, thuyền Bát Nhã, và từ đó đạo Phật Khất Sĩ ra đời. Nhờ tinh thần truyền thừa bất diệt và tinh tấn dũng mãnh của tổ sư mà hiện thời hai miền Nam Trung, Cao Nguyên và đồng bằng đất Việt đều có tịnh xá đạo tràng Xương Minh Chánh Pháp, chư Tăng Ni và Phật tử ngày thêm tăng trưởng. Thay mặt Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ Phái Khất Sĩ, Hòa Thượng Thích Giác Pháp, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Hệ Phái, phát biểu cảm tạ tri ân chư Tôn Đức chứng minh, chư Tôn Đức Hệ Phái cùng toàn thể Phật tử đã tham dự và góp phần to lớn để đại lễ được thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết, kể từ khi Tổ sư Minh Đăng Quang chứng ngộ, lập nên một hệ phái mang đậm nét bản sắc Việt Nam đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của người Nam Bộ nói chung, miền Tây Nam Bộ nói riêng, với những bài kinh, giáo lý bằng thể loại thơ mộc mạc, dễ hiểu và gần gũi với đồng bào có niềm tin đối với Phật giáo lúc bấy giờ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang xin được tri ân công đức đóng góp của Tổ sư Minh Đăng Quang đã để lại cho Phật giáo Việt Nam một kho tàng di sản quý báu, tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử hệ phái Khất Sĩ đã đóng góp công sức, trí lực cho sự hình thành, ổn định và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam trong 42 năm qua. Nhân chuyến hành trình về nguồn của chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử hệ phái Khất Sĩ tại di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang, ban tổ chức cũng đã trao 500 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Văn phòng Ban trị sự Chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang đã tổ chức họp triển khai các công tác Phật sự định kỳ tháng 10. Chủ trì phiên họp có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Danh Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh, Hội trưởng Hội đoàn các sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang cùng chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh đồng tham dự. Tại phiên họp, thay mặt Ban Thư ký, Thượng tọa Thích Phước Dũng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trình báo cáo các công tác Phật sự đã đạt được trong tháng 10 và phương hướng hoạt động cho tháng kế tiếp. Theo đó, công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử đã tham dự khóa bồi dưỡng chuyên ngành hướng dẫn Phật tử 19 tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức. Các cơ sở tự viện cũng đã tổ chức nhiều khóa tu an lạc trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, Ban Từ thiện các huyện, thị, thành tích cực tham gia các hoạt động từ thiện an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 270 triệu đồng. Tiếp đó, tại phiên họp đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh. Thời gian tổ chức dự kiến từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 6 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm Quý Mão. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của chư Tôn Đức. Thượng tọa mong rằng chư Tôn Đức thành viên Ban Trị sự sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong thời gian tới. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 28 tháng 9 năm Quý Mão, tại chùa Pháp Hoa, trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông đã triển khai phiên họp thường kỳ để tổng kết công tác Phật sự thời gian qua, thảo luận phương hướng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023, đàm định hướng hoạt động năm 2024. Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng sự tham dự chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Theo đó, công tác nổi bật của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian vừa qua đã có những thành tựu nổi bật như công tác hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, Ban Hoằng pháp đã tổ chức nhiều buổi giảng pháp tại các đạo tràng tu học của Phật tử tại các đạo tràng trong tỉnh. Ban Từ thiện xã hội đã có nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực cho công tác an sinh xã hội, để đặc biệt hướng đến kỷ niệm 20 năm tái thành lập tỉnh Đắk Nông với nhiều công trình đáng chú ý như khoan giếng nước sạch cho bà con, xây dựng nhà tình thương cho các hộ khó khăn, sửa sang trường học cho các điểm trường xa xôi, vân vân. Phương hướng hoạt động Phật sự sắp tới của Ban Trị sự đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 vào ngày 28 tháng 9 năm Quý Mão, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, ban hướng dẫn Phật tử ổn định sinh hoạt các đạo tràng, tổ chức khóa tu ở vùng sâu vùng xa, tổ chức hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hộ tại văn phòng mới của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vào đầu năm Giáp Thìn năm 2024.
đăng ký công bố quyết định thành lập chùa Đắc Pháp, xã Nam Sang, huyện Đắc Song vào ngày 17 tháng 10 năm Quý Mão, chính thức công nhận tỉnh xã Ngọc Trường, xã Thuận Hà, huyện Đắc Song, tiến hành đăng ký thành lập tỉnh xã Ngọc Tâm, xã Đắc Rơ Măng, huyện Đắc Long, đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Giác Hải, Bung Chóa, huyện Krono. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tọa trưởng ban đã tán dương công đức sự cống hiến nhiệt tâm nhiệt tình của tăng ni Phật tử tỉnh nhà trong các công tác Phật sự chung. Qua đó, Thượng tọa cũng chỉ ra những điều còn tồn động thiếu sót trong các công tác Phật sự. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa trưởng ban trị sự chỉ đạo bộ phận thư ký, văn phòng, kiện toàn các văn bản giáo hội, quy chế hoạt động của ban trị sự dựa trên văn bản pháp luật, quy chế ban tăng sự trung ương để công bố đến tăng ni Phật tử tỉnh nhà được biết và ra văn bản cụ thể về hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 gửi đến chư tôn đức tăng ni và quý vị cư sĩ thành viên ban trị sự. Để phục vụ tín ngưỡng và nhu cầu tu học cho bà con nhân dân cùng Phật tử thập phương, sáng nay ngày 11 tháng 11 năm 2023, chùa Đại Bi, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ đúc kim thân Phật tượng Ngũ Trí Như Lai và Đại Hồng Chung. Đến dự có đồng chí Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện một số ban ngành đơn vị của tỉnh, thành phố, cùng đông đảo tăng ni Phật tử và nhân dân. Chùa Đại Bi là ngôi chùa cổ gần 700 năm tuổi nằm ở ngã ba sông Bạch Hạc, là nơi sơn chầu thủy tụ, được sự trợ duyên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, sự đồng thuận các cấp ủy đảng chính quyền và sự phát tâm công đức của thiện tín thập phương. Đại hồng chung của chùa Đại Bi và đại tượng Ngũ Trí Như Lai gồm 5 pho tượng Phật được đúc gần 40 tấn đồng đỏ nguyên khối với những đường nét điêu khắc theo nghệ thuật kiến trúc Phật giáo kim cương thừa, tinh xảo uy nghiêm và sống động. Trong không khí hoan hỷ của đại lễ đúc kim thân tượng Phật Ngũ Trí Như Lai và Đại Hồng Chung, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Đại Dũng đã thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ. Ngôi chùa cổ trên vùng đất thiên ngã ba sông sẽ tiếp tục là điểm tựa tâm linh cho các tầng lớp nhân dân, đem giáo lý Phật Đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Sau khi hoàn thành, tôn tượng sẽ được bài trí tại điện thờ Ngũ Trí Như Lai để chư tăng Phật tử thập phương lễ bái hành trì. Đây cũng là công trình đánh dấu bước chân đầu tiên của cố Hòa thượng Tôn sư Hoằng Chương Giáo pháp Đức Phật nơi miền đất tổ. Trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức cho lãnh đạo các đoàn và 35 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 26 trường đại học, học viện thuộc 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thi vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã đến viếng thăm và làm lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện tại chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Trong tình đạo Pháp nhà Phật, nghĩa nhân rất hạnh hiếu học gặp nhau. Lãnh đạo các đoàn và các em thí sinh đã hướng tâm đạo của mình đến chùa Tam Bảo tham quan vãng cảnh dân hương lễ Phật tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Trân trọng đón tiếp với đoàn có Đại Đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tam Bảo cùng quý chư tăng Việt Lào Thái Lan. Đại Đức trụ trì chùa Tam Bảo đã truyền đăng ánh lửa Phật Pháp, ánh sáng trí tuệ cho quý đoàn cán bộ và thí sinh dự vòng chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Trung tại thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn đoàn làm lễ nhiễu Phật 3 vòng xung quanh Đại Tháp Xá Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật, dâng đèn hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, nguyện cho cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc năm 2023 thành tựu kết quả cao, thắp sáng lên những nhân tài giỏi để cống hiến cho đất nước Việt Nam. Sư trụ trì đã ban đạo từ đến quý đoàn với lời kinh Phật trong kinh Tăng Chi Bộ, phẩm ánh sáng Đức Phật dạy. Có 4 loại ánh sáng, đó là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Này các tỳ khưu, loại tối thượng trong 4 loại ánh sáng đó là ánh sáng trí tuệ. Đó là hào quang trí tuệ, luôn là yếu tố cần thiết và cũng là chi phần đầu tiên trên con đường đoạn tận phiền não chứng ngộ Phật Pháp để bước đi trên con đường sự nghiệp của người hiền trí thông minh, sống và làm việc phụng sự nhân sinh, đền đáp tứ trọng ân, ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia xã hội, ơn Tam Bảo. Sau đó, sư trụ trì cùng quý sư người Lào, Thái Lan tụng kinh cầu nguyện phúc chúc phước báo an vui hạnh phúc đến quý đoàn và các thí sinh. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và ấm cúng trong lời kinh niệm Phật Tam Quy.
Cuối buổi thăm, quý chư tăng cùng thực hiện nghi thức truyền thống buộc chỉ cổ tay, cầu phúc bình an thành tựu phước báo đến các thành viên trong đoàn, cầu nguyện các em thí sinh thành tựu sự nghiệp an vui, hạnh phúc. Xin được chuyển qua hoạt động thiện nguyện. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 9 năm Quý Mão, nhân chuyến công tác Phật sự của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương tại Đắk Lắk, Chư Tôn Đức Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cùng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã quan lâm về thăm, trao quà học bổng và xe đạp tới các em học sinh nghèo vượt khó tại chùa Hoa Nghiêm, huyện Cư Mờ Ga và chùa Quảng Trạch, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi gặp mặt chia sẻ của Hòa Thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, ghi nhận tán thán công đức các công tác Phật sự của Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, cùng Chư Tôn Đức thành viên phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương. Hòa Thượng bày tỏ niềm xúc động qua lời báo cáo tình hình hoạt động Phật sự tại huyện Cư Mờ Ga và huyện Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Hòa Thượng Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương gửi lời cảm ơn các cấp lãnh đạo địa phương đã luôn tạo điều kiện để Phân ban Phật tử Dân tộc tại các huyện của tỉnh Đắk Lắk thực hiện thành tựu tâm nguyện các công tác Phật sự lợi đạo ích đời. Với tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa hợp, chăm lo công tác Phật sự, giúp cho đời sống an sinh xã hội nhân dân được ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Hòa Thượng Thích Khế Chơn đã ủng hộ hai căn nhà đại đoàn kết cho Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương với tổng trị giá 160 triệu đồng. Nhân dịp này, Đại Đức Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, tài trợ 20 chiếc xe đạp tiếp bước em đến trường cho các em học sinh nghèo tại tỉnh Đắk Lắk với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Phái đoàn Phật giáo cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương huyện Cư Mờ Ga đã trao tặng 43 suất học bổng tiếp theo dự án tiếp bước em đến trường của chùa Hoa Nghiêm và trao tặng 5 chiếc xe đạp tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại chùa Hoa Nghiêm, huyện Cư Mờ Ga, trao tặng 15 chiếc xe đạp tại chùa Quảng Trạch, huyện Lắk. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 25 tháng 9 năm Quý Mão, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang, Tu viện Kim Cang đã thực hiện chương trình Ánh sáng cho đời, mổ mắt cho 205 bệnh nhân nghèo ở các tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Mắt Tây Nam, số 190 Lê Cơ, phường An Lạc, quận Bình Tân. Đến tham dự chương trình và các đơn vị tài trợ, công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Toàn Hưng, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương, Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương, Phó Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Từ thiện Phật giáo huyện Bình Chánh, trụ trì Tu viện Kim Cang. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh cùng quý nam nữ Phật tử Tu viện Kim Cang tham dự. Tại đây, bà Trương Thị Ánh chia sẻ kinh nghiệm và bày tỏ sự đồng cảm nỗi khổ khó khăn của nhiều gia đình đang cần sự giúp đỡ. Trải qua nhiều năm hoạt động, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu ý nghĩa. Để được như vậy là nhờ sự chung tay góp sức, tận tâm tận lực, sự hy sinh và chia sẻ tình thương của mọi người. Qua đây, bà cho biết chúng tôi sẽ cố gắng sức mình đồng hành, tiếp tục chương trình để mang lại ánh sáng, sức khỏe, niềm vui cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023, kỷ niệm 42 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, hội đã tổ chức chương trình Ánh sáng cho đời. Là đại diện cho người con của Phật giáo, Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người, cùng nắm tay vươn lên và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhà nhà ấm no, nhà nhà khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Kính chúc cho bà con đang điều trị mát sớm phục hồi trở về với mái ấm gia đình. Đại diện cho toàn thể bệnh nhân tại chương trình, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chư Tôn Đức Tăng Ni, các nhà hảo tâm, quý mạnh thượng quân, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cuối chương trình là phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thời sự bso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân khỏe, tâm an, các tường như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.